Bánh mì chả lụa ở đây. Bánh mì nóng đi. Bánh mì nóng giòn. Nghe tiếng gà là nhớ Việt Nam ha. À, ta nhìn qua bên đường nè ha, có cái hẻm nhỏ xíu nằm ở giữa hai cái nhà nè. Rồi chúng ta đi vô hẻm này nha. Hẻm này đi thẳng ra là chợ nhỏ luôn đó. Hẻm 44 Trần Bình Trọng. À, đây là lô C nè. Ở dưới là bãi xe. Ở trên là nhà người ta. Đó, mình lên đây lầu cao nhất rồi. À, đây có cây me có trái rồi nè. Ô, anh chị nào ăn me không? Rồi, trong công ty nãy em cũng vừa ăn trái me chua chà chấm một miếng mắm ruốc. Nhai luôn cả vỏ cá hột. Trời ơi. Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2020, và chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Trần Bình Trọng với lại Cao Đạt. Thẳng hướng Trần Bình Trọng này chúng ta sẽ đi về nhà thờ chợ quán, đi qua ngã tư Trần Hưng Đạo. Các chị thấy bên cánh trái chúng ta có một cái nhà, một dãy phố. Ở trong đó có nhà số 75A mà ngày nay là tiệm game Netro nè, kế bên Family Mart. Một hình ảnh cũng rất là quen thuộc với anh chị và các bạn. Tới tí nữa thì có mộ ông Trương Vĩnh Ký, và bên cánh trái chúng ta đó là con đường Cao Đạt. Con đường Cao Đạt đi đến chung cư Phúc Thịnh. Mà ngày xưa là hãng nước đá đó. Rồi mấy comment của cô chú anh chị muốn nhìn lại cái số 880 mấy ở đường Cao Đạt, nhưng mà em đi ngang mấy lần nhưng mà không có thấy số đó, không biết ngày nay là như thế nào nữa. Hy vọng nếu anh chị có xem video clip này thì cho em xin cái comment ha, để em hiểu hơn, để em dễ tìm hơn, tại vì con đường Cao Đạt này cũng ngắn. Để tìm số 800 mấy thì cũng hơi khó. Bây giờ không biết, có lẽ số đó là số cũ hay sao. Và trưa hôm nay thì em nghỉ trưa, nên thành ra trưa nay dẫn anh chị và bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng khu xóm Cao Đạt, cụ thể là chung cư chợ quán, để mình nhìn lại cái lô C chung cư chợ quán ha. Chung cư chợ quán là một cái chung cư nằm ngay cái khu vực đường Hàm Tử, khu vực đường giao giữa đường Trần Bình Trọng, Cao Đạt, rồi Nguyễn Biểu, bến Trương Dương, ô bến Hàm Tử, nằm ở đoạn giữa. Ngay đó có một ngôi chợ, đó là chợ Cao Đạt ở hẻm 197, hay người ta gọi là chợ nhỏ, hay gọi là chợ Chùm Hổm. Nói chung cái chợ này thì nằm trong một con hẻm ngay đường vô chùa Thiện Mỹ. Rồi bây giờ mời anh chị bạn chúng ta cùng đi ha. Mình sẽ đi vào con hẻm 44 Trần Bình Trọng này. Mình sẽ đi vòng vòng trong hẻm rồi mình đi vô cái chung cư để mình nhìn thấy lô C ngày nay như thế nào ha. Mình qua đường nha. Lúc trước ngay góc này là có một cái nhà theo kiểu nhà hội đồng đó. Nhưng mà ngày nay thì như đang xây dựng, đang sửa chữa lại để cho thuê nè. Như nghe nói là điện máy xanh đã thuê, nhưng mà không biết khi nào mới khai trương nè. Rất là lâu rồi đó, cũng cỡ 3-4 tháng nè. Theo hướng này là Cao Đạt đi về Nguyễn Biểu, cầu Chữ Y nè. Hẻm 44 thì nằm ở
kế bên bánh mì Bạch Hổ. Ở đây đối diện bánh mì Bạch Hổ thì có hủ tiếu chú Cao, hủ tiếu mì chú Cao bên phải nữa, cũng rất là nổi tiếng. Xe mì. Mình nhìn bên đường thì có bánh mì Bạch Hổ chỉ bán buổi chiều thôi. Kế bên thì có quán bún riêu mới mở. Ở đây có một cái hẻm nhỏ, hẻm 44. Nếu mà không để ý là không thấy hẻm này luôn đó. Hẻm rất là nhỏ. Đối diện hẻm 44 là hẻm 57. 57 Trần Bình Trọng nè. Hôm nay em cũng rất là vui khi mà thực hiện video clip này, tại vì cái yêu cầu của anh chị cũng rất là lâu rồi, thì hôm nay mới đi vào khu xóm này. Bây giờ trưa nay đi chứ thôi là chiều nay mưa. Ta nhìn qua bên đường nè, có cái hẻm nhỏ xíu nằm ở giữa hai cái nhà nè. Rồi ta đi vô hẻm này nha. Hẻm này đi thẳng ra là chợ nhỏ luôn đó. Hẻm 44 Trần Bình Trọng. Hẻm chỉ vừa hai người đi thôi. Nên hẻm buổi tối đóng cửa nè. Ngày nay hẻm xây nhà rất là khang trang. Đó, thẳng hẻm này mình ra Nguyễn Biểu luôn đó. Kia là chợ rồi. Ra hướng này là đi ra đường Cao Đạt nè. Rồi chúng ta sẽ đi hướng bên đây. Để thẳng hướng này là mình sẽ ra chung cư. Ở đây có rất là nhiều nhà. Ngày nay vẫn còn như ngày xưa nè, gác gỗ rồi vách ván. Rồi nhà này lúc trước em cũng có quay rồi nè. Nhà số 50 ở 51. Hẻm 34. Hẻm này là hẻm Cao Đạt. Mình thẳng hướng này là hẻm Cao Đạt. Trong đây các nhà diện tích đều xem nhau à, giống nhau hết. Đây là hẻm 22. Những âm thanh của cuộc sống. Trưa nay thì mình không nghe những tiếng rao bán bánh mì ha, bánh giò. Tới chung cư đây nè. Đây là lô A. Thẳng hẻm này là mình sẽ ra Trần Bình Trọng, hẻm 22 nè. Rồi chúng ta sẽ đi vô lô C nha. Đây là lô C nè. Ở
ở dưới là bãi xe, ở trên là nhà người ta. Bãi xe ở trước sân thôi. Buổi chiều ở đây có cô bán bánh lăng cũng rất là nổi tiếng, rất là đông. Mình đi một vòng rồi mình đi lên lầu ha. Thường thì các chung cư nói chung rất là ít sự thay đổi, chỉ có thay đổi dân số thôi. Đây là lô C này. Còn bên đây là lô B. Chung cư này ngày xưa có một vụ cháy, sau đó được xây lên nay gọi là chung cư nhà cháy. Cái lô ngoài đây mới xây nè, lô ngoài mặt tiền Võ Văn Kiệt nè. Mình sẽ đi một vòng lên, rồi mình lên lầu ha. Ngoài gần đời là chưa hết, vô trong chùa phải dạ, chủ cây có dạ luôn, mà đưa nước phải dạ lên. Các chung cư ngày xưa thì cái cầu thang hay có cái đường ở giữa để mình đẩy xe đạp lên nè. Chúng ta lên một lầu ha, mình mới lên lầu 1 rồi nè. Hình ảnh khu xóm chắc là vẫn như ngày nào, vẫn những khung cảnh này, nhưng mà có lẽ người xưa đã thay đổi. Lên xuống, mình xuống đầu bên kia. Sáng mà chạy lên lầu 3 xuống 3 lầu là 6 lầu là đuối luôn á, khỏi đi tập thể dục. Ở đây trồng rất là nhiều cây me. Nhìn bên kia là lô B nè. Ở ngoài kia là cái lô mà mới xây dựng sau này, nằm ở mặt tiền Võ Văn Kiệt á. Những sắc màu của cuộc sống, những màu sắc của cây dù tạo nên một mái che. Ở dưới chung cư thì có bãi xe, có bán đồ ăn rất là nhiều luôn, quán cà phê. Thường thì mấy chung cư này thì không có tầng hầm, nên thành ra xe người ta sẽ có một cái bãi tạm, chỗ nào trống đó thì là một cái bãi để đậu xe thôi, chứ không có thiết kế một cái bãi xe như các chung cư mới ngày nay. Còn xe hơi thì nó buộc mình phải đi gửi chỗ khác rồi. Tại vì đây hẻm nhỏ đó, không có chỗ để xe hơi. Chắc là ngày xưa thì người ta chưa tính tới, hoặc là thiết kế này không có dành cho xe hơi. Có thể là người ta nghĩ là những ai mà có điều kiện có xe hơi thì chắc không ở chung cư này. Đó, mình lên đây là lầu cao nhất rồi. Đây có cây me, có trái rồi nè. Ô, anh chị nào ăn me không? Trong công ty nãy em cũng vừa ăn trái me chua chà, chấm một miếng mắm ruốc, nhai luôn cả vỏ, cả hột. Trời ơi, nghe mà chảy nước miếng.
Mẹ ở đây cũng không ai ăn hết. Ngày xưa thì cái lá me non này hay ở dưới quê hay nấu món canh chua đó, canh chua lá me. Đường này có xuống được không ta? Mình lên đây là lầu cao nhất rồi nè. Ồ, còn một lầu nữa. Sẵn lên lầu cao nhất để nhìn xuống xem thế nào ha. Không biết ngày xưa anh chị ở lô mấy. Thiết kế này cũng giống như nó ná như cư xá Vĩnh Hội ở quận 4 đó. Nhưng mà cư xá quận 4 thì nó thấp hơn. Wow, nhìn qua kia là lô B nè. Những hình ảnh quen thuộc ngày nào nay có lẽ mình thấy không biết có khác gì không. Rồi thôi chúng ta đi xuống nha. Qua bên đây, qua này view mặt bên đây. Còn đây là mặt đường Nguyễn Biểu. Trên đây người ta có trồng rau nè. Mấy chậu cây ở ngay ban công. Những dãy nhà ở chợ quán, mỗi nhà mỗi kiểu mỗi màu luôn. Không biết nhìn những hình ảnh này anh chị có cảm nghĩ như thế nào ha. Nếu mà mình ở một đất nước hiện đại nào đó thì chắc có lẽ những hình ảnh này nó rất là nhỏ bé. Chung cư, những chung cư ngày xưa thì không có thiết kế cái xào phơi đồ đó, nên mình thấy rất là nhiều quần áo. Đó, qua đây là mặt Cao Đạt. Đây là hẻm 22 nè, 22 chợ Bình Trọng nè. Buổi sáng là ngôi chợ ở bên đây. Ở chung cư cũng rất là tiện. Đi chợ hay đi đâu cũng rất là gần ha. Tiếng gà gáy trưa. Rồi chúng ta đi xuống thôi. Một số hình ảnh ở khu xóm cũng như chung cư chợ quán lô C gửi anh chị và các bạn. Vọng thông qua những hình ảnh này cũng sẽ gửi Sài Gòn đến gần hơn với anh chị và các bạn, đặc biệt là anh Thịnh. Không biết anh có nhìn ra khu xóm này không. Em cũng đi lòng vòng trong cái khuôn viên chung cư này rồi nè. Thiết kế này chắc lẽ là không thay đổi rồi. Những ngôi nhà ở đây thì không biết người xưa còn hay không thôi. Nghe tiếng gà là nhớ Việt Nam. Đó, mình đang xuống lầu 2.
âm thanh của cuộc sống đó. Chúng ta xuống hẻm 22 nè, đi ra Trần Bình Trọng, và video clip đến đây chắc em xin được khép lại. Một số hình ảnh khu xóm cũng như những con hẻm, khu vực chợ quán gửi anh chị và các bạn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và bạn trong video clip tiếp theo nha. Cảm ơn anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vui Lâm TV. Bánh mì chả lụa đây. Bánh mì nóng đây.